nhau đúng là sai trái cô gái. Nghe con, nãy giờ tao chỉ đùa thôi. Thật ra thì nhân duyên của hai con là nhân duyên tiền định, đã đi từ kiếp này sang kiếp khác. Các con không tin sao? Vậy thì để tao cho các con xem nhé.